Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Happy Land. Hôm nay hãy cùng mình đi móc những trái dứa nhỏ xinh như thế này từ len sợi. Ở đây thì mình sử dụng len cotton mill, loại 50g, cái loại mác đen nha mọi người. Đây mình sử dụng cái loại này và mình có sử dụng hai màu, đó là màu vàng và màu xanh lá. Mình sẽ sử dụng kim móc tương ứng nha. Ở đây mình sử dụng kim móc là kim 2.5. Thì tùy tay móc và tùy cái len sợi mà mọi người sử dụng thì chúng ta sẽ điều chỉnh, mình sẽ lựa chọn cái kim móc phù hợp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi móc. Đầu tiên, các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn. Mình sẽ lấy len rô tay thế này. Các bạn quan sát, mình lấy len lên, mình tạo một cái vòng tròn như thế này. Sau đó thì mình sẽ móc vô vòng tròn 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Mình kéo để cho vòng tròn khít. Hàng thứ hai, mỗi chân này chúng ta sẽ móc vô đây 2 mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn chung một chân và chúng ta cũng sẽ móc 6 lần. Ký hiệu chạc sẽ là V. Hàng thứ hai là chúng ta móc 6V. Tới đây là mình kết thúc hàng thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi móc cái phần họa tiết của trái thơm, họa tiết của trái dứa. Để kết thúc cái vòng thứ hai thì mình sẽ kết bằng một mũi móc trượt. Ở đây mình sẽ lên 3 bính. 1 2 3. Tiếp tục mình lấy len lên kim. Sau đó mình sẽ luồn xuống cái chân mà mình vừa lên 3 bính. Trên vòng trên kim của mình đang có 3 vòng dây, mình sẽ móc qua 2 vòng dây một lần và mình làm như thế thêm 2 lần nữa. 2 lần. Ba lần. Trên kim của mình là mình đang có 4 vòng dây. Bây giờ mình sẽ móc qua 3 vòng dây. Còn 2 vòng dây nữa, mình sẽ móc qua 2 vòng dây. Vậy mình đã xong được cái họa tiết đầu tiên. Tương tự với cái họa tiết thứ hai. Lấy len lên kim. Móc vào chân bên cạnh. Trên kim đang có 3 vòng dây này, mình móc qua 2 vòng dây thêm một lần nữa. 2 lần. Thêm một lần nữa. 3 lần. Và bây giờ mình sẽ móc qua 3 vòng dây. Móc nốt qua 2 vòng dây. Và mình cứ lặp lại như thế cho tới hết vòng. Là mình sẽ có 12 cái họa tiết.
Từ đây là mình đã kết thúc cái hàng thứ ba. Và chúng ta nối vòng, mình cũng sẽ nối bằng một mũi móc trượt nha. Mình sẽ trượt vào cái đầu của cái họa tiết đầu tiên này. Mình sẽ trượt vào cái mũi và cái chân kim ở cái họa tiết đầu tiên này nha mọi người. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 hàng giống hàng thứ ba. Tức là mình sẽ móc hàng 4 5 6. Cùng cái họa tiết bắp không tăng không giảm. Mỗi hàng chúng ta sẽ có 12 cái họa tiết. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc xong hàng 4 5 6. Thế nên là mình đã móc xong hàng thứ 6, tức là mình đã móc thêm 3 hàng họa tiết. Là tổng chúng ta có 4 hàng họa tiết bắp. Ở đây thì mình cũng sẽ vẫn nối vòng bằng mũi móc trượt. Và mình nối trên cái đầu của mũi bắp này nha mọi người. Ở đây thì trước khi mà móc tiếp thì mình sẽ nhồi gòn cho cái phần trái dứa này trước nha. Mình sẽ gòn trước chữ nữa, khi tắt thì nó quá, gòn sẽ khó. Tiếp tới mình sẽ đi móc hàng thứ bảy. Hàng thứ bảy thì mình sẽ móc ở đây mình lên một bính cho dễ móc rồi. Sau đó thì mình sẽ móc 6 mũi giảm, 6 mũi A. Các bạn quan sát mình móc mũi A. Mình sẽ lấy cạnh trước. Đây là cạnh trước. Cạnh trước của hai mũi liền kề. Mình móc thành một mũi. Và ở đây thì mình sẽ lặp lại 6 lần. Đây mình sẽ lấy cạnh trước của hai mũi liền kề. Thế đây là cái mũi cuối cùng. Mình sẽ thay màu len. Các bạn cắt len màu vàng. Mình sẽ thay bằng len màu xanh để móc phần lá. Các bạn vắt cái cọng len dư này về phía trong. Thì trong quá trình móc thì mình sẽ giấu đi. Và mình sẽ móc mũi móc đơn này, một mũi móc đơn. Sau đó thì mình sẽ lên 6 bính. 1 2 3 4 5 6. Quay lại lùi một bính, mình sẽ móc 6 mũi móc đơn. Mình sẽ móc 5 mũi móc đơn. Tiếp tục, mình sẽ móc sang chân bên cạnh. Một mũi móc đơn. Lên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quay lại. 5 mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại như thế cho tới hết vòng và mình sẽ được 6 lá. Tới đây là mình đã móc xong cái lá cuối cùng thì mình sẽ trượt một mũi vào cái lá đầu tiên nha mọi người. Vào cái chân lá đầu tiên để mình kết thúc vòng. Sau đó thì mình sẽ lên một bính và mình cắt len. Phần len dư này mình sẽ cắt đi.
Cái này thì mình sẽ giấu vào trong. Vậy là tới đây là mình đã hoàn thiện xong trái dứa nhỏ xinh. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Happy Land. Hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye!